liên quan với anh Nguyễn Tiến Dũng sẽ có một cái phần dành riêng cho member. Thì tất cả những cái nó đều giống như vậy hết nhau quý vị nha. Chương trình ở member nó cũng giống như là cái chương trình mà quý vị đang coi thôi, nhưng mà ở phía trong đó thì quý vị sẽ không có phải coi quảng cáo quý vị nha. Ok, chỉ vậy thôi. Nếu mà quý vị ủng hộ anh em chúng tôi thì gia nhập member.